xá lợi từ hỏi bồ tát ấy vì sao không có ý tưởng phân tích thiện hiện đáp vì đại bồ tát ấy không phân biệt xá lợi từ hỏi vì sao đại bồ tát ấy không phân biệt thiện hiện đáp vì tánh của tất cả pháp đều không có sở hữu cho nên đại bồ tát ấy đối với định chẳng khởi sự phân biệt do nhân duyên này mà đối với tất cả pháp và tam ma địa đại bồ tát ấy đều không có ý tưởng phân tích vì sao? Vì tất cả Pháp và Tam Ma Địa đều không có sở hữu. Trong cái không sở hữu, ý tưởng phân biệt giải thích không có lý do sanh khởi. Khi ấy, bạc giả phạm khen thiện hiện, hay thay hay thay, đúng như ông đã nói, cho nên ta đã nói ông An Chủ định vô tránh là bậc cao nhất trong chúng thanh văn, do đó ta nói ông tương ưng với nghĩa Thiện hiện Đại Bồ Tát muốn học bát nhã, ba la, mật đa nên học như vậy. Muốn học tịnh nữ, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí, ba la, mật đa nên học như vậy. Thiện hiện Đại Bồ Tát muốn học bốn tịnh nữ nên học như vậy. Muốn học bốn vô lượng, bốn định vô sắc nên học như vậy. Thiện hiện Đại Bồ Tát muốn học bốn niệm trụ nên học như vậy. Muốn học bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nên học như vậy. Thiện hiện Đại Bồ Tát muốn học năm loại mắt nên học như vậy, muốn học sáu phép thần thông nên học như vậy. Thiện hiện Đại Bồ Tát muốn học mười lực của Phật nên học như vậy, muốn học bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nên học như vậy. Khi ấy xá lợi tử bạch Phật, Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát học như vậy là học bát nhã, ba la mật đa một cách chân chính, cho đến học trí nhất thiết tướng một cách chân chính chăng? Phật bảo, xá lợi tử Đại Bồ Tát học như vậy là học bát nhã ba la mật đa một cách chân chính, vì lấy vô sở đắc làm phương tiện, cho đến học trí nhất thiết tướng một cách chân chính, vì lấy vô sở đắc làm phương tiện. Khi ấy xá lợi tử lại bạch Phật, bạch thế tôn đại bồ tát học như vậy lấy vô sở đắc làm phương tiện để học bát nhã ba la mật đa cho đến lấy vô sở đắc làm phương tiện để học trí nhất thiết tướng chăng phật bảo xá lợi tử đại bồ tát học như vậy lấy vô sở đắc làm phương tiện để học bát nhã ba la mật đa cho đến lấy vô sở đắc làm phương tiện để học trí nhất thiết tướng xá lợi tử hỏi cái vô sở đắc là những pháp gì mà chẳng thể nắm bắt được phật dạy ngã chẳng thể nắm bắt được rốt ráo thanh tịnh hữu tình dòng sinh mạng sự sanh sự dưỡng sự trưởng thành chủ thể luân hồi người do người sanh ngã tối thắng khả năng làm việc khả năng khiến người làm việc khả năng tạo nghiệp khả năng khiến người tạo nghiệp tự thọ quả báo khiến người thọ quả báo cái biết cái thấy chẳng thể nắm bắt được rốt ráo thanh tịnh sắc chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh sắc xứ chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh nhãn giới sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc. Cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh. Tĩ giới, hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc. Cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh. Thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc. Cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh. Thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh ý giới pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh địa giới chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh thủy hòa phong không thức giới chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh dục giới chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh, sắc vô sắc giới chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh, thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh, thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh, vô minh chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh. Hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than khổ, yêu não, chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh. Bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh. Bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh. Bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh mười lực của phật chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xà mười tám pháp phật bất cộng trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh dự lưu chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh nhất lai bất hoàn a la hán chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh độc giác chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh bồ tát chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh như lai chẳng thể nắm bắt được rốt giáo thanh tịnh xá lợi tử bạch bạch thế tôn cái gọi là rốt giáo thanh tịnh nghĩa là thế nào Phật dạy, các pháp chẳng xuất hiện, chẳng sanh ra, chẳng mất đi, chẳng diệt tận, vô nhiễm, vô tịnh, vô đắc, vô vi, như vậy gọi là cái nghĩa rốt giáo thanh tịnh. Lúc bấy giờ, xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi Đại Bồ Tát học như vậy là học pháp gì? Phật bảo, xá lợi tử khi Đại Bồ Tát học như vậy đối với tất cả pháp đều không có cái để học vì sao vậy vì tất cả pháp chẳng phải hiện hữu như thật như cái chấp của bọn phàm phu ngu si để có thể học được trong đó xá lợi tử hỏi nếu vậy thì các pháp hiện hữu như thế nào phật dạy các pháp hiện hữu như là vô sở hữu nếu đối với vô sở hữu như vậy mà không thể hiểu thấu thì gọi là vô minh xá lợi tử hỏi những pháp vô sở hữu nào mà không hiểu thấu thì gọi là vô minh Phật dạy sắc là pháp vô sở hữu, thọ tưởng hành thức là pháp vô sở hữu. Vì không nội không ngoại, không nội ngoại, không không, không lớn, không thắng nghĩa, không hữu vi, không vô vi, không rốt ráo, không không biên giới, không tàn mạn, không không đổi khác, không bồn tánh, không tự tướng, không cộng tướng, không tất cả pháp, không chẳng thể nắm bắt được, không không tánh, không tự tánh, không không tánh tự tánh, xá lợi tử nhãn xứ là pháp vô sở hữu nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là pháp vô sở hữu vì không nội cho đến không không tánh tự tánh Sắc xứ là pháp vô sở hữu, thanh hương vị xúc pháp xứ là pháp vô sở hữu, vì không nội cho đến không không tánh tự tánh. Xá lợi từ nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là pháp vô sở hữu, vì không nội cho đến không không tánh tự tánh, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc. Cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là pháp vô sở hữu vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh. Tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc. Cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra là pháp vô sở hữu vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh. Thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thể xúc làm duyên sanh ra là pháp vô sở hữu vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh thân giới xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là pháp vô sở hữu vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh ý giới pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là pháp vô sở hữu vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh xá lợi tử địa giới là pháp vô sở hữu thùy hòa phong không thức giới là pháp vô sở hữu vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh xá lợi tử dục giới là pháp vô sở hữu sắc vô sắc giới là pháp vô sở hữu vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh xá lợi tử thành đế khổ là pháp vô sở hữu thành đế tập diệt đạo là pháp vô sở hữu vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh xá lợi tử, vô minh là pháp vô sở hữu, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não là pháp vô sở hữu vì không nổi cho đến không vô tánh tự tánh. Xá lợi tử, tham sân si là pháp vô sở hữu, các kiến thủ là pháp vô sở hữu vì không nổi cho đến không vô tánh tự tánh xá lợi từ bốn tịnh lự là pháp vô sở hữu bốn vô lượng bốn định vô sắc là pháp vô sở hữu vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh xá lợi từ bốn niệm trụ là pháp vô sở hữu bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo là pháp vô sở hữu vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh xá lợi tử bố thí ba la mật đa là pháp vô sở hữu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa là pháp vô sở hữu vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh xá lợi tử năm loại mắt là pháp vô sở hữu sáu phép thần thông là pháp vô sở hữu vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh xá lợi tử, mười lực của Phật là pháp vô sở hữu, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là pháp vô sở hữu, vì không nội cho đến không vô tánh tự tánh. Xá lợi tử, phàm phu ngu si, nếu đối với pháp vô sở hữu như vậy, chẳng thể hiểu thấu thì gọi là vô minh. Do thế lực của vô minh và ái, kẻ ấy phân biệt chấp trước hai bên đoạn thường. Do đó chẳng biết chẳng thấy tánh vô sở hữu của các pháp, nên phân biệt các pháp. Do phân biệt nên chấp trước sắc thọ tưởng hành thức, cho đến chấp trước trí nhất thiết tướng. Do chấp trước nên phân biệt tánh vô sở hữu của các pháp. Do đó, đối với các pháp chẳng biết chẳng thấy, Xá lợi tử hỏi đối với những pháp nào mà chẳng biết chẳng thấy? Phật dạy, đối với sắc chẳng biết chẳng thấy, đối với thọ tưởng hành thức chẳng biết chẳng thấy, cho đến đối với trí nhất thiết tướng chẳng biết chẳng thấy, do đối với các pháp chẳng biết chẳng thấy nên đọa vào trong đám phàm phu ngu si chẳng thể thoát ra được. Xá lợi tử hỏi, họ ở nơi nào mà chẳng thể thoát ra được? Phật dạy, họ ở cõi dục chẳng thể thoát ra được, ở cõi sắc chẳng thể thoát ra được ở cõi vô sắc chẳng thể thoát ra được. Do chẳng thể thoát ra được nên đối với pháp thanh văn chẳng thể thành tựu được, đối với pháp độc giác chẳng thể thành tựu được, đối với pháp Bồ Tát chẳng thể thành tựu được, đối với pháp Như Lai chẳng thể thành tựu được. Do chẳng thành tựu được nên chẳng thể tin tưởng thọ trì. Xá lợi tử hỏi, họ đối với pháp nào mà chẳng thể tin tưởng thọ trì? Phật dạy Đối với cái không của sắc họ chẳng thể tin tưởng thọ trì, đối với cái không của thọ tưởng hành thức chẳng thể tin tưởng thọ trì, cho đến đối với cái không của trí nhất thiết tướng chẳng thể tin tưởng thọ trì, do chẳng thể tin tưởng thọ trì nên chẳng thể an trụ. Xá lợi tử hỏi, đối với những pháp nào họ chẳng thể an trụ? Phật dạy đó là chẳng thể an trụ bốn niệm trụ, chẳng thể an trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng thể an trụ bố thí ba la mật đa, chẳng thể an trụ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng thể an trụ bậc bất thối chuyển, chẳng thể an trụ năm loại mắt, chẳng thể an trụ sáu phép thần thông, chẳng thể an trụ mười lực của Phật chẳng thể an trụ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xà, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, do đó nên gọi là phàm phu ngu si, vì đối với các pháp chấp trước là có tánh. Xá lợi tử hỏi, đối với pháp nào mà họ chấp trước là có tánh? Phật dạy, xá lợi tử đối với sắc họ chấp trước là có tánh; đối với thọ tưởng hành thức chấp trước là có tánh; xá lợi tử đối với nhãn xứ họ chấp trước là có tánh; đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chấp trước là có tánh; đối với sắc xứ chấp trước là có tánh; đối với thanh hương vị xúc pháp xứ chấp trước là có tánh; xá lợi tử đối với nhãn giới sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, họ chấp trước là có tánh. Đối với nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chấp trước là có tánh. Đối với tĩ giới, hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, chấp trước là có tánh. Đối với thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm chuyên sanh ra, chấp trước là có tánh. Đối với thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm chuyên sanh ra, chấp trước là có tánh. Đối với ý giới, phát giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra, chấp trước là có tánh xá lợi tử đối với địa giới họ chấp trước là có tánh đối với thủy hỏa phong không thức giới chấp trước là có tánh xá lợi tử đối với dục giới họ chấp trước là có tánh đối với sắc vô sắc giới chấp trước là có tánh xá lợi tử đối với thánh đế khổ họ chấp trước là có tánh đối với thánh đế tập diệt đạo chấp trước là có tánh xá lợi tử đối với vô minh họ chấp trước là có tánh đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não chấp trước là có tánh xá lợi tử đối với tham sân si họ chấp trước là có tánh đối với các kiến thủ chấp trước là có tánh xá lợi tử đối với bốn tịnh lự họ chấp trước là có tánh đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc chấp trước là có tánh xá lợi tử đối với bốn niệm trụ họ chấp trước là có tánh đối với bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chấp trước là có tánh xá lợi tử đối với bố thí ba la mật đa họ chấp trước là có tánh đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chấp trước là có tánh xá lợi tử đối với năm loại mắt họ chấp trước là có tánh đối với sáu phép thần thông chấp trước là có tánh xá lợi tử đối với mười lực của phật họ chấp trước là có tánh đối với bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng chí nhất thiết, chí đạo tướng, chí nhất thiết tướng chấp trước là có tánh, xá lợi tử. Kẻ phạm phu ngu si vì đối với các pháp chấp trước là có tánh, nên đối với cái không của các pháp chẳng thể tin tưởng thọ trì. Do chẳng tin tưởng, nên chẳng thể thành tựu thánh pháp của thanh văn độc giác bồ tát như lai đã có, cho nên đối với thánh pháp chẳng thể an trụ. Vì vậy, xá lợi tử, các đại Bồ Tát muốn học bát nhã ba la mật đa, muốn thành tựu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên như vậy mà học. Lúc bấy giờ, xá lợi tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, có đại Bồ Tát nào đã học như vậy mà chẳng phải là học bát nhã ba la mật đa, nên chẳng thể thành tựu được trí nhất thiết trí chăng? Phật bảo xá lợi tử có Đại Bồ Tát tuy học như vậy nhưng chẳng phải là học bát nhã ba la mật đa nên chẳng thể thành tựu trí nhất thiết trí Xá lợi tử hỏi Bạch Thế Tôn do duyên gì có Đại Bồ Tát tuy học như vậy nhưng chẳng phải học bát nhã ba la mật đa nên thành tựu trí nhất thiết trí Phật dạy xá lợi tử